Cầu lên bóng cho cầu thủ Campuchia. Cắt ngang. Bàn thắng thứ tư đã tới với Campuchia. Đó là cầu thủ mới vào sân thành người Sobut. Cách biệt ba bàn lại được tái lập. Hy vọng vừa được thắp lên với U23 Lào không lâu thì bây giờ lại bị dập tắt. Nhưng công bằng mà nói thì U23 Campuchia là đội bóng chơi sắc nét hơn. Những tình huống tổ chức tấn công của họ thực sự ấn tượng và có ý đồ rất rõ ràng. Trong khi đó U23 Lào đã có được bàn thắng từ một sai lầm của đối phương. Những mảng miếng tấn công của U23 Campuchia rất bài bản.